Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Mizu và Minh Đạt, thiếu gia nhựa Duy Tân công khai sánh đôi bên nhau tại sự kiện hồi tháng 2 năm 2023. Minh Đạt được cho là đến ủng hộ sự kiện ra mắt phim của Mizu. Trong clip, cư dân mạng bắt gặp khoảnh khắc Minh Đạt chung khung hình cực thân thiết với mỹ nhân sinh năm 1989. Đáng chú ý, thông qua camera thường, dân tình đổ xô ánh mắt trước diện mạo của thiếu gia nhựa Duy Tân. Có thể thấy rằng, nam doanh nhân mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tôn sợ tông với chiếc váy trắng của Mizu. Minh Đạt được nhận xét là có vóc dáng cao giáo, gương mặt hiền lành toát lên vẻ thư sinh. Trước đó, những hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, Minh Đạt nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng với vẻ ngoài điển trai không kém gì diễn viên. Thông qua clip camera thường ghi lại, netizen cho rằng dù có chút ngượng ngùng vì không quen tham dự sự kiện giải trí nhưng vẻ đẹp trai, xoa khí của thiếu gia nhựa duy tân vẫn chẳng khác gì ảnh đã qua chỉnh sửa là bao. Được biết, Minh Đạt là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần nhựa duy tân. Ông Trần Duy Hy, Hi, anh hiện là giám đốc vận hành COO của công ty Plan C tại Mỹ, chi nhánh của nhựa duy tân. Từ tháng 6 năm 2016, Minh Đạt đảm nhận vị trí giám đốc vận hành chi nhánh của Nhượng Duy Tân ở Mỹ. Tính đến hiện tại, anh đã là CEO được gần 8 năm và trong thời gian đó, anh cũng là trợ lý tầm giám đốc của Nhượng Duy Tân.